Chỉ với cây búa và mặt kính chuyên dụng, anh Nguyễn Thăng, 29 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Cách đây khoảng 2 năm, năm 2022 thì mình đã bắt đầu làm tranh kính rồi. Nhưng mà lúc đó mình thất bại, tại vì mình chưa có nghiên cứu ra cái vật liệu để làm tranh kính này. Thì hồi khoảng tháng 4 năm 2024 á, mình mới lên mạng và tìm các cái loại kính, mình đặt nó về và mình thực hiện. Chủ yếu mình làm là tranh chân dung truyền thần, thì mình quan trọng nhất là cái cặp mắt nó sẽ truyền tải rất là nhiều năng lượng ở trong đó. Và các bước để làm bức tranh mình sẽ phác thảo sơ bộ qua cái bức tranh, những cái đường nét mình cần lên khung á, sau đó thì mình sẽ tiến hành gõ luôn. Hầu hết ban đầu mình gặp khó khăn về vật liệu, giống như là các loại búa về các loại kính, mình phải đặt về rất nhiều loại kính cho mình thử, sau đó thì mình mới bắt đầu đúc kết ra những kinh nghiệm để gõ búa. Kính mình sử dụng đây thì là kính dán an toàn, rồi búa thì mình mua loại búa thông thường về và mình mài nhọn cái đầu, tùy cái độ nhọn của nó sẽ cho ra các cái độ vẻ khác nhau. Theo anh Thăng, để có được một bức tranh kính đòi hỏi người làm phải thật sự nhạy cảm và rèn luyện độ chính xác cao, thường sẽ mất khoảng từ 2 đến 1 tuần mới hoàn thiện xong tác phẩm. Đối với tranh gõ chân kính này thì người nghệ sĩ cái đầu tiên là cần phải có sự tỉ mỉ và kiên trì. Và mình làm tranh thì mình sẽ luôn luôn đặt cái tâm vào đó để cái hồn tranh được thổi vào, nó sẽ có thần thái hơn. Và quyết định giữa tranh truyền thần này á, cái hồn thổi vào là cái quan trọng nhất để nó tạo ra cái thân của bức tranh. Dù không qua trường lớp hội họa, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, đến nay anh Thăng đã sở hữu hơn 30 tác phẩm từ bộ môn tranh đập kính. Chàng trai trẻ mong muốn tương lai ngọn lửa nghệ thuật của bản thân sẽ lan tỏa rộng ra ngoài cộng đồng.